Em chào anh ạ. Ui, quán phá sản rồi anh. Có mày đến phá quán của tao ấy. Hôm nay là ngày lễ nên là đóng cửa ấy, hiểu chưa? Anh phải đi đâu đó để tiêu tan cái đống street mà mày đã đem lại cho anh. Ui thế à? Tại hôm trước anh bảo là... Thôi mai em không phải đi làm nữa em ạ. Mà hôm nay là ngày kia rồi nên em đi làm tiếp đây. Dù sao cũng lỡ rồi, thôi anh cho em vào làm đi. Hôm nay quán đóng cửa, mày vào để mày trông nhà. Vâng, miễn sao anh cứ trả lương cho em là được. Kể ra cũng tiện phết nha, mất thêm mấy đồng mà không cần phải thuê bảo vệ. Thôi được rồi, chìa khóa đây, không được tự ý mở cửa cho ai đâu nhá. Anh yên tâm, em có kinh nghiệm làm bảo vệ 15 năm cơ mà. Thôi anh đi đây, nhớ không được mở cửa cho bất cứ ai nghe chưa? Vâng ạ. Tưởng gì, chuyện này dễ ơi. Kìa, năm ô tô đang canh ra đấy. Vâng, Hành em ơi, anh mắc kính đến này. Hôm nay quán đóng cửa rồi anh ơi. Ơ kìa, anh mặc kính đến cho quán mà em. Nhưng mà anh mách dặn em không được tự ý mở cửa cho ai. Mai anh quay lại nhá. Ô thế không có kính thì mày định bán kiểu gì hả thằng kia? Kìa, em ơi, nhớ, mở cửa cho anh với. Em ơi. Cuối cùng cũng chịu về. Quả này anh mách thử lớn nhưng mà xem. Chuyển rồi. Không chưa lâu thế. Sắp được rồi. Nhanh đi, có ra cửa hàng bên cạnh nữa. Không phải rộng. Được rồi, lộc phát, lộc phát. Nani? À, hai anh chị nhớ khóa cửa giúp em nhá. Nhưng mà em không được mở cửa cho bất kỳ ai. Ừ, đây là quán của anh mà. Mà sao anh đi xả sửa chip thì mà nhanh thế? Đâu, anh để quên iPad đây nên là bây giờ anh về anh lấy mà. Cái iPad anh để trên quầy đâu mất rồi? À, vừa nãy có hai chị nào thì vào lấy mất rồi anh ạ. Cái gì? Tao dặn mày là trong quán không được tự ý mở cửa cơ mà. Thì em có tự ý mở đâu. Anh chị tự cậy cửa vào mà.